10 bài học cuộc sống cần ghi nhớ mà không trường học nào dạy bạn. Các bạn cùng xem nhé! Quan niệm giữa người với người không giống nhau, cách sống đương nhiên cũng khác, kết cục tất yếu không thể tương đồng, nên đừng so sánh tôi với bạn. Cuộc sống không ai cho ai thứ gì, mà cũng không ai yêu ai mãi mãi, cũng không ai mãi nhìn về một phía mãi, đến một lúc nào đó, cũng quay lưng bỏ đi. Trên đời này, chẳng có ai kiên nhẫn với bạn, ngoại trừ gia đình, thế nên đừng đặt bất kỳ kỳ vọng về ai quá nhiều cả. Đau đấy. Không phải cho đi chân thành, thì sẽ nhận lại chân thành. Đối với loại người mình ghét, càng không nên đôi co, vì như vậy mình sẽ biến thành loại người mình ghét. Đừng quá thẳng thắn hay thật lòng vào một thứ gì đó, không trong phạm vi của mình. Mặc dù đó chỉ là một lời nói buột miệng, nhưng cũng có thể hại bạn. Nói ít hơn và nghĩ nhiều hơn, đừng cứng đầu. Mọi tình cảm đều chỉ có ý nghĩa khi đôi bên biết trân trọng nó. Không thì ở trong mắt đối phương không phải bạn đang trân trọng tình cảm, mà bạn tự coi rẻ chính mình. Đừng vì một chút quan tâm mà quá ảo tưởng, cái giá phải trả thực sự rất đắt. Hãy yêu bản thân, vì chỉ khi bạn biết yêu bản thân, bạn mới có thể yêu người khác. Bạn có thể lách được tất cả các luật, nhưng chắc chắn không lách được luật nhân quả. Nếu muốn biết cuộc sống của các phi tần thời xưa như thế nào, hãy đi làm. Mỗi ngày qua đi sẽ là một ngày không ngừng tranh sủng. Mình không đụng đến người khác, không có nghĩa là người khác cũng sẽ không đụng đến mình. Phải thật sự có năng lực chính là vũ khí tối thượng nhất để tồn tại.